các bà U trên 60, đi tham quan đầm sen có thẻ người cao tuổi, hoặc đưa căn cước là được miễn tiền vào cổng. Sang công viên nước, phải có người trẻ đi cùng mới được vào. Trinh chứa một ngày nóng nực thế là các U thất bại không được vào công viên nước bởi không có giới trẻ đi cùng. Những người cao tuổi lưu ý khi đi công viên nước để được vào cổng tắm chơi. Các bà đang vui tưng bừng ước mong sau này lên trời soi rọi tới mát và trao nhiều điều may mắn con cháu và bản dân thiên hạ mọi người ơi. Các U khoác đồ lên thấy, cũng đón đà nhưng thực tế cũng, rượu dạo bó mém cả rồi, nhưng vẫn tươi như hoa mọi người ơi.